Vừa qua, một câu chuyện về anh Tần và chú mèo Dai Dai. Đôi chủ tớ nhà này dắt nhau vào một cửa hàng tiện lợi để mua quà vặt nhưng lại thiếu kinh phí. Cuối cùng, ông chủ đã đề nghị Dai Dai ở lại làm thêm để gán nợ. Biểu cảm thanh niên nghiêm túc của đại boss khi giám sát cửa tiệm đã khiến dân tình mê tích. Cụ thể, vẫn như mọi khi, anh Tần và Dai Dai dẫn nhau đi càn quét cửa hàng tiện lợi. Cả hai đều hăng say mua sắm, nhưng đến khi tính tiền thì phát sinh một sự cố nhỏ. Đó là con sen mang thiếu tiền. Trong lúc chàng trai này đang lúng túng và không biết phải làm sao thì ông chủ đã đề xuất Dai Dai ở lại trong cửa tiệm thêm một tiếng. Anh bạn bốn chân được giao một nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là làm một chiếc radar chạy bằng cá giúp ông chủ giám sát cửa hàng. Điều bất ngờ chính là Dai Dai đã hoàn thành nhiệm vụ vô cùng xuất sắc. Cậu nhóc ngồi chễm chệ trên bục cao, đôi mắt sắc bén tỏ vẻ nghiêm nghị, tìa đến mọi góc ngách trong cửa tiệm. Việc này đã khiến cho các vị khách rất thích thú, còn lấy điện thoại ra chụp ảnh cùng cậu. Trong vòng 1 giờ, cửa hàng đột nhiên buông mây bán đắt và ông chủ rất hài lòng. Anh Tần chia sẻ, Dai Dai được anh nhận nuôi từ nhỏ. Anh bạn này rất ngoan ngoãn, lại có sở thích ăn uống, nhưng cũng rất siêng năng luyện tập thể hình. Vì thường xuyên được Sen đưa ra ngoài đi du ngoạn tứ phương, nên cậu nhóc này rất hoạt bát và mạnh dạn. Nó còn hay đi bơi để xả stress. Còn bạn thấy sao về chú mèo này? Hãy cùng chia sẻ dưới phần bình luận nhé!